Trong chuyến công tác Hàn Quốc của phóng viên Người Việt Trẻ, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với anh. Đặc biệt lúc này này siêu lạnh. Thì chúng ta đang có mặt tại khuôn viên của trường Đại học Hàn Quốc, và tại nơi đây thì chúng tôi có một cuộc trò chuyện với anh Lê Hoài Phương. Chúng tôi gọi rằng là đây là một sứ giả của văn hóa Việt. Xin chào anh Phương ạ. Anh có thể giới thiệu cho khán giả truyền hình biết về cuộc sống của anh hiện tại tại Hàn Quốc được không ạ? Hiện tại thì mình đang theo đuổi chuyên ngành tiến sĩ về nhạc cụ gõ của Hàn Quốc, và mình đang cố gắng trau dồi thêm nhiều cái kiến thức về âm nhạc Hàn Quốc cũng như là nhạc cụ gõ nói riêng, để sau này có dịp trước tiên là trau dồi cho bản thân, và sau này có dịp để truyền đạt đến học sinh nữa thì càng tốt. Vậy thì khi bé anh có hay nghe nhạc cung đình Huế không? Và anh có nghĩ rằng đấy là một lý do mà khiến cho anh cảm thấy là rất là hợp với cái ngành âm nhạc dân tộc này? Nhớ là ngày xưa hồi cấp 3 là mình đã đi diễn ở dưới thuyền rồng ở sông Hương rất là nhiều lần. Thì trong cái quá trình đấy mình được gặp gỡ rất nhiều nghệ nhân, rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, và có thể là cái sự ảnh hưởng đấy nó cũng mang đến cho mình thêm cái niềm đam mê học hỏi về âm nhạc dân tộc nhiều hơn. Đón nhận của khán giả Hàn Quốc đối với những tiết mục đàn bầu của anh, những tiết mục âm nhạc dân tộc của Việt Nam thì do anh thể hiện thì như thế nào? Nói một cách xúc tích là người ta rất thích. Vì sao người ta lại thích? Trước hết là tiếng đàn bầu thì mình nghĩ là bất cứ ai mà nghe đều phải cảm động, và nó như là một tiếng nói, tiếng lòng của người Việt Nam, nên là mình nghĩ bất cứ dù đi đâu thì cái tiếng lòng đấy nó sẽ rất là gần gũi đối với tất cả mọi quý khán thính giả. Đã biểu diễn ở đấy rất nhiều trong các hoạt động về âm nhạc châu Á, các chương trình festival cũng như là hoạt động trong cộng đồng sinh viên, mình đều biểu diễn để phục vụ sinh viên và các gia đình đa văn hóa, có những người cô dâu người Việt. Thì đấy là một cái dịp mà rất là tốt để mình có thể gặp gỡ và giao lưu được với cả cộng đồng người Việt Nam cũng vậy như Hàn Quốc. Đây, nhạc phẩm nào là nhạc phẩm anh hay thể hiện nhất? Thường trong các buổi biểu diễn thì mình diễn các bài dân ca Việt Nam để dành cho các đối tượng học sinh, sinh viên. Người ta có cảm giác đỡ nhớ nhà hơn, và đồng thời đối với khán giả Hàn Quốc cũng thế. Mình muốn trao đổi văn hóa cũng như là giới thiệu văn hóa càng nhiều càng tốt đến với cả khán giả Hàn Quốc và các nước khác nói riêng. Nhưng mà có một cái bản nhạc mà mình rất là thích và rất hay biểu diễn cùng với cả dàn nhạc Hàn Quốc, đó là bản Cung đàn đất nước của nhạc sĩ Xuân Khải. Với ngành học người hiện tại của anh thì công việc học hành của anh có vất vả không? Cũng khá là vất vả. Bởi vì là như bạn biết là cuộc sống ở Hàn Quốc thì mọi thứ đều rất là khắc nghiệt. Vì không chỉ bản thân mình mà tất cả các học sinh khác cũng người Hàn cũng như mình thôi. Có nghĩa là ngoài cái thời gian ở trường ra thì hầu hết là phải tự học thêm và làm bài tập hay là luyện tập thêm ở nhà. Hầu như là cái thời gian chơi thì không được có nhiều lắm. Vậy thì khi mà xa quê hương lâu ngày như vậy thì tâm trạng của anh thường như thế nào? Tết năm nay mình sẽ đón Tết ở Hàn Quốc, bởi vì là được nghỉ có 3 ngày thôi. Mặc dù rất là muốn về Việt Nam để ăn Tết cùng gia đình, nhưng mà 3 ngày thì ngắn quá, đi lại cũng khó khăn. Cũng là một lần để ăn Tết ở Hàn, để đón thử không khí ở Hàn Quốc như thế nào. Thông qua chương trình ngày hôm nay thì anh Phương có thể gửi một lời chúc mừng năm mới đến khán giả đang xem truyền hình, và đặc biệt là gửi cho người thân của anh tại Việt Nam.
Thông qua chương trình truyền hình ngày hôm nay thì Hoài Phương xin gửi đến quý khán thính giả một lời chúc năm mới, sức khỏe và thành công. Và đặc biệt là Hoài Phương xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, mẹ, anh chị của Hoài Phương. Xin cảm ơn đến các thầy cô giáo, cô Thanh Tâm và cô Bảo Dần, cũng như là các thầy cô khác mà Phương đã được từng học. Một lời cảm ơn chân thành sâu sắc và xin chúc các cô thầy năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Xin chúc cho anh đón Tết ở Hàn Quốc một cái Tết thật là vui và sẽ ấm áp như ở nhà. Trở về Việt Nam, chúng tôi quyết định đến Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để gặp nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm, là cô giáo hướng dẫn anh Lê Hải Phương những ngày đầu tiên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia. Lê Hải Phương là một học sinh khi mà ở Huế ra ấy, thì em mới vào đây tuyển thi tuyển vào đàn bầu. Thì tôi là người tuyển em và cũng là người dạy em. Thì Lê Hoài Phương mới bắt đầu ra thì bước ra thì bỡ ngỡ lắm, đúng là một chàng trai xứ Huế nhỏ nhẹ gầy gò và cũng rất là dễ thương. Mà tôi có ấn tượng về Phương là Phương là một em rất là chịu khó và chăm chỉ và thích học hỏi. Đến khoa âm nhạc dân tộc thì mới biết ở nơi đây cũng đang có khá nhiều bạn trẻ yêu thích và đang theo chuyên ngành đàn bầu. Đó sẽ là những thế hệ để lưu truyền và gìn giữ cây đàn dân tộc. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm đang rất hy vọng vào thế hệ trẻ sẽ tiếp nối bước chân. Cũng hé lộ một chút là chính tôi là người khuyến khích Phương là nên đi học. Mặc dù ở Hàn Quốc thì không thể học được cái đàn bầu, nhưng mà Hàn Quốc, thậm chí là nếu mình sang mình còn dạy cho họ cái đàn bầu. Nhưng mà ở Hàn Quốc thì Phương sẽ học được cái dân tộc, cái truyền thống của họ. Bởi vì người Hàn Quốc, người ta cũng giữ gìn cái truyền thống âm nhạc dân tộc rất là tốt. Và quả là đúng là khi mà Phương sang đấy thì Phương cũng tiếp thu được những cái hay của họ. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng có dịp khi mà vào mạng thì tôi cũng có được xem. Thì Phương chơi đàn bên đấy thì tôi nghĩ rằng Phương vẫn giữ được cái nét bay bổng của cái ngón đàn bầu của mình. Nhạc trẻ liên khúc xuân do những ca sĩ trẻ thể hiện là món quà chương trình Người Việt Trẻ
gửi đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Kính chúc một năm mới an lành và vui vẻ. Xuân đã đến rồi, xeo xác ngàn hòn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kiếm người tình thương đắm đuối. Ánh xuân đem vui với đời. Kia trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng. Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng. Tiếng đàn xuân gieo niềm vui cho ngày xanh không quên lời than sầu thương xóa mờ tình yêu đời cảm thiết chất chứa khát khao xuân tươi thắm hoa nắng về trong anh mùa sang gió mãi mơn man trên năm môi hồng người em yêu tìm về trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay la đà mà trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha ánh mắt mơ trong nơi xa vời chờ mùa xuân đến đem nguồn vui rừng xuân ơi xin làm gió heo bay để chim muông quay về với muôn cây tình xuân ơi xin dệt nỗi yêu thương từ bao nhiêu năm tình sâu muôn hương đầy gió hay thương từng lá rơi nắng hay chiều màu thắm tươi cùng những tiếng hát để mẹ dâng chờ vơi dù hồn ta say trong biển khơi nắng chiều lung linh muôn hoa vàng chờ tia nắng về trong anh mùa xa gió mãi mơn man trên đá môi hồng người em yêu tìm con trong cuộc sống bướm vẫn tung tăng bay la đà mặt trời mây buông nghe chơi thiết xuân đến đem nguồn vui mừng tết đến và lần đến nhà nhà cái bài vàng cành đào hồng thắm tươi chúc cụ già đi sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón tết xa và kính chúc người nghe sẽ gặp lại để sống được nhiều lòng hơn tết này nên đoàn tụ cùng mỗi bên bếp hồng mọi người bánh trưng xanh chờ xuân đang sang cánh áo nắng rơi khắp phố người người đi hái lòng đẹp xinh đất trời màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa trong tiếng trong xuân lòng phụ về đây rung rẩy phát lộc tài ở khắp nơi phố phường một năm mới an khang bình an bên nhau mừng tết đến và lớp đến nhà nhà cái mai vàng cái đào hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón tết sang và kính chúc người sẽ gặp lành tết sau được nhiều lộc hơn tết nay tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đang sang mừng tết đến và lớp đến nhà nhà cái mai vàng cái đào hồng thắm tươi chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón tết sang và kính chúc người sẽ gặp lành tết sau được nhiều lòng hơn tết nay tết đến là tổ của bên bếp hồng mọi người bánh trưng xanh chờ xuân đang xa.